Thưa quý vị và các bạn, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 11 tháng 2 sau hơn 20 ngày không điều chỉnh giá, trong bối cảnh nhiều cửa hàng xăng dầu, đại lý nghỉ bán do thiếu xăng và thua lỗ. Trước tình trạng trên, nhằm hạn chế việc các nhà xe tăng giá vé bất thường đối với hành khách, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời sử dụng đường dây nóng để nhận phản hồi của người dân. Phản ánh chi tiết của phóng viên Quang Kha. Lưu lượng khách giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua, đã ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề tài chính, doanh thu của các nhà xe trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các đơn vị đều tuân thủ nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như Sở Giao thông Vận tải, luôn cam kết không tự ý nâng giá vé, gây khó khăn cho hành khách các tuyến nội tỉnh, cũng như liên tỉnh. Đối với giá xăng dầu hiện nay thì cũng tăng rất cao rồi, nhưng mà anh em nhà xe nội tỉnh chúng tôi vẫn giữ nguyên cái giá niêm yết của Sở Giao thông đưa ra. Đợi khi nào mà Sở Giao thông Vận tải tỉnh có nghị quyết tăng giá vé thì chúng tôi mới tăng theo. Chúng tôi vẫn bình ổn giá để cho bà con đi lại bình thường. Hiện nay, bến xe khách tỉnh quản lý trên 50 tuyến xe khách liên tỉnh và 11 tuyến nội tỉnh. Trước tình trạng giá xăng dầu tăng liên tục, trong khi giá vé vẫn được bán niêm yết đúng giá theo quy định, gây khó khăn cho nhiều nhà xe. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, không để xảy ra tình trạng giá xăng dầu tăng kéo theo giá xe khách tăng bất thường, Ban quản lý bến xe khách tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện của các nhà xe. Nếu để xảy ra việc thu vé giá cao hơn với giá niêm yết, sẽ có các biện pháp xử lý kịp thời. Lượng hành khách không nhiều, nhưng mà nhà xe cũng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát về cái giá dịch vụ. Trong đó thì giá vé thì vẫn được giữ nguyên và đảm bảo không tăng cái giá vé để phục vụ cho bà con cũng như là hành khách đi lại thuận tiện trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Giá dầu tăng thì nhận định thì có thể nếu như mà còn tăng nữa hoặc kéo dài thì nhận định thì có thể các nhà xe, các doanh nghiệp vận tải sẽ có cái phương án tăng thay đổi sau này. Còn hiện tại cho đến thời điểm này thì các giá dịch vụ vẫn giữ nguyên, không có thay đổi, không tăng. Thì đây là thứ liên tiếp mà Liên Bộ Tài chính và Công Thương đã ra quyết định mà tăng giá xăng dầu, và mức giá xăng dầu đã đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Và đối với các bến xe khách của tỉnh Lai Châu thì các nhà xe đã luôn cam kết là việc mặc dù là giá xăng dầu tăng nhưng cái giá vé không tăng.